anh cỡ nào cũng chơi okay được. Ok luôn. Em đặt xe đúng không em? Em đi 460 Trần Hưng Đạo. Cái tiền luôn hả? Rồi em leo đi. Anh chạy nha. Dạ. Nó nằm ở khúc Nguyễn Biểu á. Bữa giờ em đi chơi hả? Dạ không có, giờ đi làm. Giờ đi bán. Bấm vào. Em bán cái gì? Dạ trà chanh. À trà chanh. Lát nó ủng hộ cho mình đi. Ok. Trời ơi. Vậy tới là làm ăn đi trà chanh liền nha. Ok luôn. Nhưng mà anh thích uống trà chanh gì? Tụi em có nhiều cái vị lắm. Trà chanh đào nè, nho nè, dưa lưới nè, kiwi nè. Em lấy anh kiwi đi. Kiwi ha. Ok. Mốt chừng nào quẩn quẩn mà có đi ngang qua mà không muốn tấp vô thì vô mà chơi. Rồi tụi em mở trễ lắm, mở tới hai giờ sáng mà. Em bán ở ngoài đường này đường hả? Không, có cái quán nhỏ nhưng mà buổi tối tầm này buổi tối tầm này là tụi em bắt bàn ra ngoài á. Nên ngồi cũng thoải mái lắm. Cái quán nhỏ xíu xíu à. Đèn không là đèn luôn á. Cứ đi qua mà thấy cái quán nào mà đèn tùm lum đèn đó. Nhìn giống như là cái lương á, là đó tụi em. Với lại tụi em mở kiểu như là ý là mở xong rồi có chỗ tụ tập mấy chị em lại chơi nhau là chủ yếu. Chứ bên đó tụi em nhậu suốt à. Bên đâu bên đó hả? Bên quán. Một tháng biết nhậu biết bao nhiêu trận luôn á. Kiểu em cứ nói là thôi thôi bỏ nhậu nha, không nhậu nữa nha, hứa rồi đó. Hứa chưa được tuần là bắt đầu hứa tiếp. Cỡ đó. Vậy là quán đó là mấy chị em mình làm? Dạ ba chị em. Nhưng mà kiểu chị em chơi chung nhau à, chứ không phải là ruột thịt hay bà con gì đó. Bạn hạp tính, hạp nói thì chơi với nhau thôi. Nó anh rảnh anh vô hội anh tụ tập chứ. Trời, được, anh uống được. Được. Chắc nha, tụi em uống là đang tới sáng luôn á. Được, anh cỡ nào cũng chơi okay được. Ok luôn, trời ơi gì chứ tụi em chỉ là đi kiếm bạn nhậu thôi. Vậy hả? Đúng rồi. Vậy là em cũng kiếm đúng người luôn rồi đó. Vô chơi giao lưu giải trí. Đó. Mình nhiều khi cuộc sống mà ít bạn mình phải đi kiếm bạn thêm, nhưng mà mình chơi nào đó cho nó vui thôi. Vậy anh cứ lâu lâu anh cứ ghé tại okay. Bạn qua đi. Mà em có Facebook hay Zalo gì không? Em có Zalo. Vậy lát anh kết bạn Zalo em. Ok, để nó đi, mai mốt cái xong rồi kiểu như chừng nào mà tụi em chuẩn bị lên sàn á. Mà bắt đầu em sẽ nhắn tin cho anh coi, anh đang nào dụ đi qua nhậu với tụi em nè. Được á. Đó. Để anh rủ mấy thằng bạn lại luôn. Ôi trời ơi, đừng có ngủ đông quá, không được đâu. Anh nói chơi á. Trang ơi, chơi luôn. Anh Sài Gòn đâu có bạn bè nhiều đâu. Đó, thấy cái quán đẹp cũng đẹp không? Rồi, 46 rồi. Đó, như cái lươi thấy không? Đó là cái thằng quen đó. Được rồi, bữa nào rảnh xuống anh quậy. Nói thì thôi, đừng có sợ, nói chung nhậu nhẹt, cho vui thôi. Đúng rồi, tụi em rượu bia bất khả ép mà. Nhưng mà ép bất khả từ nha. Ok. Anh cái gì anh từ được chứ bia rượu anh không có từ. Ok luôn. Nhỏ đúng không? Kiwi đúng không? Anh ứng chơi đợi em xí nha, anh chạy rồi mà. Đó, rồi, tới, okay. Rồi, tới rồi. Tính vặn đi. Mốt qua ủng hộ dài dài nha. Rồi cái số điện thoại nãy là Zalo em hả? Rồi ok. Cảm ơn anh nha. Không có gì đâu, anh cảm ơn em mới đúng. Xong anh em. Thì mình vừa vận hành xong một cuốc xe kia thì mình lại có cuốc xe này nữa rồi. Thì nói chung là mình chở cái cuốc xe đó, bạn này tặng cho mình một ly trà kiwi anh em. Thì địa chỉ của bạn này là 460 nha anh em. Anh em ai mà có ở Sài Gòn hay là yêu quý cái tính tình của bạn này á, thấy bạn này dễ thương thì có thể lại đây ủng hộ. Chủ yếu là mình vui vẻ và mình có thêm những người bạn mới thôi. Thì
hôm nay anh em thấy mình là có một màu sắc mới anh em. Đó là mình mặc áo màu vàng, tượng trưng cho một áp thêm công nghệ đó là bi anh em. Nói chung là cái màu áo này khá là chói chang anh em, vàng tươi. Đặc bi đúng không? Đúng rồi. Cái giọng nghe đã chứ vậy? Dạ, đã sao anh? Ý là nói cái giọng của em nói chuyện nghe có cảm xúc á. Nói chung là gì? Thôi, em không có nũng nịu được đâu. Em là kiểu cái tính mạnh lắm á. Rồi anh đi thẳng đi, em chỉ đường cho, không cần. Sao vậy? Sao vậy? Cứ đi thẳng đi anh. Rồi, ok. Nào giờ chắc là nhiều người khen cái giọng của em lắm phải không? Dạ không, không có. Giọng em sao này? Em biết cái giọng bánh bèo. Ôi, trời ơi, giọng em bánh bèo hả? Chết, vậy là anh hiểu lầm sai rồi đó. Giọng em không bây giờ mà bánh bèo. Lần đầu tiên có một người mà khen em giọng bánh bèo. Giọng em là cái giọng mà cái kiểu người ta bảo là có uy lực á. Giọng men men đó, giọng mà đâu có. Giống đàn ông á. Anh nghe rất là nhỏ nhẹ, rất là ấm tai mà. À, ok. Kêu anh ấm lòng, ấm lòng. Mà em làm đó làm nhân viên bán hàng phải không? Không, em đi tập á. Ủa, cái đó phòng gym hả? Đúng rồi. Thích tập gym? Không. Thật ra em tập để cho người nó gọn gàng. Không, tại em không có xu với việc gọn gàng đâu. Nhưng mà em tập để cho nó ra được cái mồ hôi á. Tại thấy người em nghĩ chứ người em yếu lắm anh. Chỉ cần ra gió một chút hay là chỉ cần đi ra nắng một chút là em mệt rồi. Nên là em không có thời gian tập. Tập cái này thì nó lên trọng. Nên là em cố gắng tranh thủ tập để mình có một cái gì đó nó tốt một chút xíu. Chứ mà còn mà bảo mà cho nó gọn gàng nó họ không. Nếu mà tập mà cho nó đẹp á là em thôi em đi tập ở ngoài muốn đi tì tập theo chế độ ăn uống cho nó đẹp. Còn đây là do em muốn thời gian. Tập nói chung là em tập cho bổ sung sức khỏe của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Em tập cho bổ sung sức khỏe của mình thôi. Giờ em tập thể dục có người nó bị thụ động lắm. Em có cần người tập trung không? Dạ không, em thích tập một mình rồi. Vậy là từ bên kia em qua bên đây tập luôn hả? Dạ. Tại hôm nay xe bị hư rồi. Nên là thôi lỡ đăng ký bút lịch rồi nên phải tranh thủ chạy qua chứ không thôi. Tôi thường là đi xe máy. Dạ, hôm nay xe hư anh mới gặp được em. Dạ. Hồi nãy em nói chuyện điện thoại anh nghe cái giọng khoái cực kỳ luôn á. Sao? Giọng như thế nào mà khoái nè? Cái giọng nghe nó... Giờ nó dùng cái từ ngữ nào cho nó chính xác thôi. Thôi, giờ nghĩ đi, nghĩ một cái từ nào để cho em cảm thấy cái giọng em nó có một cái niềm... Có một cái lực gì đó để anh cảm thấy là nó hay rồi. Anh thì dùng từ nó hơi bị khô. Nghe nói thì có cảm xúc. Có cảm xúc hả? Có cảm xúc đúng không? Đúng không? Có cảm xúc thì nó chung chung quá, ai mà chẳng có giọng cảm xúc. Anh nói cũng có cảm xúc là tiếng của đàn ông thôi. Giờ dùng cái từ gì ta? Nói chung là nghe ấm áp. Em cảm ơn anh nha. Nghe ấm áp tương tự. Vậy là bình thường thì chắc là xạo xạo lắm phải không? Anh hả? Không, bình thường thì chắc giọng em xạo xạo lắm phải không? Nghe chữ tin tưởng. Có thì thường là mình nghe được người đó nói chuyện thì mình cảm thấy mình tin tưởng. Hoặc là mình cảm thấy cái gì đó, mình gửi gắm một cái gì đó, chẳng hạn như vậy. À, ok. Em cảm ơn. Nói cho em cảm ơn anh nha. Nhưng mà họ không có ai mà bảo giọng em là như bánh bèo đó anh ơi. Không, đó là tùy mỗi người thôi. Mỗi người nhìn vô, mỗi người nghe cảm nhận khác nhau, không thể đánh đồng được. Nhưng mà anh là người đầu tiên mà bảo giọng em bánh bèo á. Lần người đầu tiên luôn á. Em thề luôn á là em chưa bao giờ mà nghe anh nói giọng em cũng bánh bèo. Cùng lắm là người ta bảo là không biết cái giọng này là ở đâu. Miền Bắc hay là miền Tây. Cái giọng em chắc miền Trung quá. Trời ơi, với gì nữa anh. Anh này nghe giọng anh này giống miền Tây nè. Cái giọng anh nghe ấm không? Giọng anh đó hả? Nghe nó khô đúng không? Ấm thì không phải là ấm đâu mà sao ta nghe nó chân chất á. Đúng rồi, chân chất. Chân chất đúng không? Đúng rồi, chân chất á. Cái đó là cái sở trường của anh luôn á. À vậy đó hả? Chứ không phải sở trường của miền Tây là vậy hả? Chắc ngọt ngào như kẹo đường sao? Ý là nó con trai miền Tây cũng ngọt như kẹo đường hả? Hả? Có con trai miền Tây khô lắm. Ai chắc vậy chắc hả? Lắm. À nghĩ ra nói vậy rồi. Ồ, ok.
vậy thôi em ghi nhận lời của anh nha, cảm ơn anh rất rất nhiều. Bởi vậy là hai vị thiệt thòi trong cuộc sống. Vậy á hả? Đúng rồi. Vậy thì anh đừng để thiệt thòi nữa, bởi vì thiệt thòi nó sẽ không có lợi cho mình. Đừng thiệt thòi nữa. Mình biết như vậy là mình phải cố gắng, đừng thiệt thòi. Bởi vì đôi khi thực tế nó cũng là một cách tốt nhất cho bản thân mình đó anh. Anh sẽ nghe lời em. Ok anh, nhưng mà đừng có phủ phàng quá. Cái gì có trước có sau. Thôi em nói vậy thôi chứ em chẳng có tốt lành gì đâu anh ơi. Ủa mà em lên Sài Gòn là em sống một mình hả? Đâu, em sống với anh trai. Em chắc có người yêu rồi chứ gì đúng không? Sao ta, cũng không biết nó gọi là người yêu không nữa. Không, hiện tại thì cứ nói chuyện vậy thôi. Hiện tại là chưa có một mối quan hệ nào đó nó chính thức đúng không? Đúng rồi, nó chỉ cũng là mối quan hệ phức tạp đúng không? Đúng rồi. Anh thì có rất nhiều mối quan hệ phức tạp. Con trai gì dễ nhở? Ủa mà em hiện tại em làm công việc gì? Em hả? Ừ. Công nhân viên chức bình thường thôi anh. Viên chức nhà nước hả em? Dạ. Tư nhân bình thường, có gì hết trơn. Luật sư hả? Anh là chạy cái này anh làm gì nữa không? Còn giỏi gì trời. Anh làm nhiều lắm. Freelancer hả? Đúng rồi, anh là công việc gì cũng làm. Nếu mà nói chuyện với em lịch sự với em là em phải làm trong một cái môi trường nào đó nó rất là căng. Đúng, em làm một môi trường công việc mà em rất là lịch sự. Dạ em cảm ơn. Một cái anh. Môi trường nào đó nó không phải như chợ búa giống anh. Dạ không, không, đừng nói chợ búa như vậy, không có hay đâu. Mình làm công việc gì đó cũng là công việc, nó cũng là kiếm tiền không, để nuôi sống bản thân mình. Đừng nói vậy, mình đừng đánh giá thấp bản thân mình anh. Ý là mình ở ngoài xã hội, mình làm ngoài xã hội như anh chạy xe ôm bây giờ nè. Đúng không? Là trong cái môi trường thì sao ta? Môi trường gì phải nói cho nó môi trường xã hội hả? Không không, đừng nói như vậy. Em cảm thấy nó không có hay, vì thực sự ra bản thân em không có làm gì mà tự hào đối với anh đâu. Để anh tự hào để nói chuyện với em nó không có. Nghề nào nó cũng là cái nghề may từng này sẽ gặp may từng đó. Và cái giá trị quan điểm của mỗi người nó sẽ gặp tương ứng với người đó. Cho nên là anh đừng có tự ti bản thân mình. Đừng nói như vậy. Anh đâu có tự ti đâu, anh chưa bao giờ tự ti hết trơn. Ok, tốt. Giỏi nè, giỏi. Có văn lĩnh trong cuộc sống. Đúng, trời giỏi. Được phải không em? Đúng rồi, anh đẹp phải giúp em. Tại em chưa biết anh nhiều thôi, một khi em biết anh nhiều là anh sẽ lộ hết. Thì nói chuyện với người ngoài như anh thì phải lịch sự chứ không lẽ nói chuyện cộc lốc. Không, mà bình thường thì em cũng sẽ nói chuyện như vậy. Không mà những người mà em tiếp xúc ở miền Tây đa phần họ rất là dễ thương, họ rất là chân chất. Rồi để trái giùm em luôn. À, để trái giùm chị. Không, người đỡ đầu, người thầy của em cũng là người miền Tây mà. Nên em cảm thấy người miền Tây cũng có một cái điểm rất là thu hút á. Cái xe hơi màu trắng để trái giùm. Rồi, ok, ok. Nó có nhiều chuyện để không thể nói. Thôi nói chung là nó cũng là phức tạp đó. Phức tạp. Ok. Rồi xong rồi, để trái giùm em, tiếp theo xem máy. Đây, rồi stop. Ok. Đây đúng không? Đúng rồi anh. Rồi, cảm ơn em. Để em trả tiền chút. 21.000. Mấy bài em?